chúc mừng sinh nhật về. Dạ con cảm ơn ông nội, vì ông vẫn nhớ sinh nhật của con. Con đó, làm sao mà ông có thể quên được ngày này chứ? Chính vào ngày này của năm trước, ông đã đạt được ước mơ của đời mình. Làm sao đạt được ước mơ vậy ông nội? Ngày này năm trước, ông đã tạo ra con thành công. Đó là cái ngày mà ông đạt được ước mơ lớn nhất của ông đó Vi à. Ờ, ông nội ơi, ông tuyệt quá. Con cũng như vậy Vi à. Hay là mình tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Via đi, đi hỏi ý kiến của Emily xem sao mới được. Hôm nay xui xẻo quá đi mất à. Junbun, cậu làm gì mà nằm dài trên đường vậy hả? Tôi đi tìm may mắn của mình đó Emily. Cậu có biết hôm nay là sinh nhật của Via không? Chúng ta tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy đi. Thì cũng vì chuyện này mà tôi đang tính đi tìm cậu. Cậu phải nhớ, đừng có nói chuyện này cho Kim Tu biết nha. Cậu ấy sẽ đi nói cho Via biết liền đó. Con người cậu ấy không biết giữ bí mật gì đâu. Không nói không nói. Chúng ta sẽ không nói gì cho cậu ấy biết hết. Không thể tin tưởng cậu ấy được. Ừ, cậu ấy chỉ trung thành với mỗi một mình Via được thôi. Đi thôi, phải chuẩn bị cho bữa tiệc này mới được. Chào Emily, hai cậu đang chuẩn bị đi đâu hả? Chào Via. Tụi mình đang tính đi làm mấy việc thôi. Tạm biệt nha. Hả? Chế độ nói chuyện với động vật bật. Bật chế độ nói chuyện với động vật. Giờ thì cậu có thể nói chuyện với động vật được rồi. Có chuyện gì với cậu vậy? Sao cậu lại phải ở lại đây có một mình? Tôi bị sốt cao, họp bỏ tôi lại đây rồi đi mất tiêu rồi. Biết tiền đâu bây giờ? Được rồi, đừng có lo, để tôi giúp. Cậu đừng có khóc nữa, đi theo tôi đi nha. Trang phục robot bật. Trang bị robot bật